Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016 vừa qua. Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô được thể hiện qua phép lạ làm cho người phong cùi được khỏi bệnh. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Đó là lời xin mà chúng ta vừa nghe từ một người phong cùi. Người này không chỉ xin được chữa lành, nhưng được thanh tẩy, nghĩa là được chữa lành một cách toàn vẹn trên thân xác và trong tâm hồn. Thật thế, bệnh phong cùi đã bị coi như một hình thức chúc dữ của Thiên Chúa, của sự ô uế sâu xa. Người phong cùi phải ở xa tất cả mọi người. Họ không thể đến nhà thờ và tham dự việc thờ phượng Thiên Chúa. Xa cách Thiên Chúa và xa cách loài người, họ có cuộc sống buồn thương. Mặc dù vậy, người phong cùi này không chịu trầm đối với bệnh tật cũng như đối với các quy định khiến cho anh ta trở thành một kẻ bị loại trừ. Để đến với Chúa Giêsu, anh ta đã không sợ hãi vi phạm luật lệ, đi vào thành phố và phạm điều anh ta không được làm, điều bị cấm. Và khi tìm thấy Chúa, anh quỳ gối xuống trước mặt Ngài và cầu xin Ngài: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Tất cả những gì mà người bị coi là ô uế này làm và nói diễn tả đức tin của anh. Anh nhìn nhận quyền năng của Chúa Giêsu. Anh chắc chắn rằng Ngài có quyền chữa lành anh và tất cả tùy thuộc nơi ý muốn của Ngài. Đức tin này là sức mạnh cho phép anh bẻ gãy mọi quy ước và tìm gặp Chúa Giêsu, quỳ gối trước mặt Ngài, gọi Ngài là Chúa. Lời khấn nài của người phong cùi cho thấy rằng khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, không cần phải làm các diễn văn dài dòng, chỉ cần ít lời thôi, miễn là chúng được đi kèm với sự tin tưởng tràn đầy nơi sự toàn năng và lòng lành của Thiên Chúa. Thật thế, tín thác nơi ý muốn của Thiên Chúa có nghĩa là phó mình cho lòng thương xót vô biên của Ngài. Tôi cũng xin thổ lộ với anh chị em một điều riêng tư. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lời cầu nguyện ngắn này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và tôi đọc một kinh lạy Cha cho mỗi một vết thương của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã thanh tẩy chúng ta với các vết thương của Ngài. Mà nếu tôi làm điều này thì anh chị em cũng có thể làm ở nhà và nói: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và đọc một kinh lạy Cha cho mỗi vết thương, và Chúa Giêsu luôn luôn lắng nghe chúng ta. Chúa Giêsu bị người phong cùi này đánh động một cách sâu xa. Tin mừng theo Thánh Marco nhấn mạnh rằng Ngài cảm thương anh ta, giơ tay đụng tới anh ta và nói: Ta muốn, hãy được thanh tẩy. Cử chỉ của Chúa Giêsu đi kèm với các lời nói của Ngài và khiến cho giáo huấn của Ngài được rõ ràng hơn. Chúa Giêsu giơ tay ra và còn đụng vào người phong cùi nữa, chống lại lề luật Môsê cấm đến gần người phong cùi. Chống lại mọi điều luật, Chúa Giêsu giơ tay và đụng tới anh ta. Có biết bao lần chúng ta gặp gỡ một người nghèo đến gặp chúng ta, chúng ta cũng có thể quảng đại, có thể cảm thương nhưng không đụng tay tới họ. Chúng ta cho họ một đồng bạc nhưng tránh đụng tay tới họ. Chúng ta vứt đồng bạc ở đó và chúng ta quên rằng người đó là thịt xác của Chúa Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ hãi đụng tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ. Đụng chạm tới người nghèo có thể thanh tẩy chúng ta khỏi sự giả hình và khiến cho chúng ta lo lắng cho điều kiện của họ. Đụng tới những người bị loại trừ. Hôm nay có các người trẻ đồng hành với tôi. Có biết bao người nghĩ rằng họ ở lại trong đất nước của họ thì tốt hơn, nhưng tại đó họ đau khổ biết bao. Họ là những người tị nạn của chúng ta, nhưng biết bao người coi họ là những kẻ bị loại trừ. Tôi xin anh chị em, họ là anh em của chúng ta. Kitô hữu không loại trừ ai hết, nhưng cho họ chỗ và để cho tất cả mọi người đến.
Sau khi đã chữa lành người phong cuội, Chúa Giêsu truyền cho anh đừng nói với ai, nhưng Ngài bảo anh hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật cho việc thanh tẩy như Môsê dạy để làm chứng cho họ. Việc sắp đặt này của Chúa Giêsu cho thấy ít nhất ba điều. Thứ nhất, ơn thánh hoạt động trong chúng ta không tìm khuynh hướng cảm xúc. Bình thường, ơn thánh di chuyển một cách kín đáo và không gây tiếng ồn để chữa lành các vết thương của chúng ta và dẫn chúng ta trên con đường của sự thánh thiện. Ơn thánh làm việc bằng cách kiên nhẫn nhào nắn con tim chúng ta theo trái tim của Chúa. Như vậy, để nó càng ngày càng có các tư tưởng và tâm tình của Chúa hơn. Thứ hai, khi chính thức làm cho các tư tế kiểm thực việc lành bệnh đã xảy ra và dâng một hy lễ đền tội, người phong cuội được tái gia nhập cộng đoàn tín hữu và cuộc sống xã hội. Việc tái hội nhập anh thành toàn việc lành bệnh như chính anh đã xin. Giờ đây anh cũng được thanh tẩy hoàn toàn. Sau cùng, khi trình diện với các tư tế, người phong cuội làm chứng cho Chúa Giêsu và quyền bính cứu thế của Ngài. Sức mạnh của lòng thương xót mà Chúa Giêsu dùng để chữa lành người phong cuội đã đưa đức tin của người ấy tới chỗ rộng mở cho việc truyền giáo. Anh đã là người bị loại trừ, giờ đây anh trở thành một người trong chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ tới mình, tới các khốn nạn của mình. Mọi người đều có sự khốn nạn của mình. Chúng ta hãy suy tư với lòng chân thành. Có biết bao lần chúng ta bao che chúng với sự giả hình của các cung cách hành sự tốt, nhưng chính khi đó lại cần ở một mình hơn cả, quỳ gối xuống trước mặt Thiên Chúa và cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và anh chị em hãy làm điều đó, hãy làm điều đó mỗi chiều trước khi đi ngủ. Và bây giờ chúng ta hãy nói lên lời cầu nguyện đẹp này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Tất cả cùng nhau lặp lại ba lần: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con.